người Việt Nam sẽ được tham gia cá độ túc cầu quốc tế thông qua tài khoản điện thoại. Không giới hạn ở những giải đấu do Liên đoàn Túc cầu Thế giới FIFA tổ chức như là World Cup. Sắp tới đây, người Việt Nam còn có thể được phép cá cược cả những trận túc cầu ở các giải châu Âu và châu Mỹ thông qua tài khoản điện thoại. Đó là nội dung vừa được Bộ Tài chính Cộng sản Việt Nam đề xuất thuộc dự thảo sửa đổi về kinh doanh đặt cược túc cầu, đua chó và đua ngựa. Đề xuất này đang được lấy ý kiến rộng rãi trước khi được phép áp dụng. Được biết hiện nay, các giải đấu túc cầu được tổ chức thường xuyên và được đông đảo người hâm mộ theo dõi là giải vô địch và cúp quốc gia của Anh, Tây Ban Nha, Đức, Ý và Pháp. Bên cạnh đó còn có các giải vô địch cấp câu lạc bộ khu vực châu Âu, châu Á và châu Mỹ. Đó là chưa kể đến các giải vô địch cấp đội tuyển quốc gia, khu vực châu Âu, châu Á, châu Mỹ, châu Đại Dương và châu Phi. Để tham gia đặt cược các trận đấu quốc tế thông qua điện thoại, người chơi phải có tài khoản đặt cược được ghi danh tại doanh nghiệp với thông tin cần khai báo là những thông tin cá nhân. Về việc trả tiền đặt cược, người chơi phải thực hiện thông qua tài khoản thanh toán được mở tại các tổ chức tín dụng.